sao ta? Ôi, cúp, 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 anh đi tiểu à, anh? Ờ, anh đi tiểu cái mà muốn đái quá. Ờ, thôi vậy anh đi đi, nãy em đái rồi. Cầm điện thoại hả? Điện thoại này xài sao ta? Điện thoại này. Ồ, cái này Samsung cái này chắc 2019 à. Xài sao ta? Ôi, cúp, nhanh, đau thiệt chứ, sắp mình hả? Đi đó, đi. Nãy giờ mà cũng không gặp, giờ sao anh? Hả? Giờ sao đây? Á biết. Mà không biết rồi nó chạy đi đường nào đây, nhưng mà nó rẽ vào đường nào luôn quá chứ. Nó rẽ đường nào. Ờ. Giờ đường nào. Kìa, đụng mà nó kìa. Phải không? Đúng, nó phải. Đây hả, đây hả? Đúng rồi. Đụng, dí theo. Đúng rồi. Dí theo. Đúng rồi. Đúng rồi không? Đúng rồi. Đúng rồi, xăm hình nè. Đúng rồi. Đây phải không? Má xăm, xăm người nè. Dí theo. Anh có thủ theo cái gì không? Dứt đi anh, dứt đi. Bắt lại. Chạy. Cái điện thoại đâu rồi? Rồi đâu? Đi. Bụng mẹ thằng này đâu rồi? Bỏ đâu? Xong mình hả? Xong mình hả? Xong mình ở đâu? Trong kia. Ở chỗ nào? Cho ra đây ngồi. Cho ra đây ngồi rồi tính tiếp. Làm chạy tốn hết cả xì xăng mới bắt được, tức thiệt. Mày sao mày đi chặt điện thoại mày? Dạ em vừa mới sửa muối mà không có tiền anh ơi, em đi chụp về cho vợ nó làm đẹp. Vừa em mới sửa muối mà không có tiền anh ơi, em đi chụp về cho vợ nó làm đẹp. Ơ đồ, đồ coi vụ này nữa trời. Mày làm đẹp cho vợ mày, rụng mẹ đi với thằng khác sao mày? Anh em xin chụp tấm hình nhanh được. Mày chụp mày tào lao mày. Dạ, rồi mình sao? Em có điện. Giờ em hỏi anh nè, anh sửa mũi cho vợ anh, giờ anh đi giật, rồi vài bữa nữa chị sửa môi rồi anh đi giật tiếp hả? Không, sửa môi à, anh đi cướp. Đục má thằng này cho mình cướp luôn. Trời ơi, anh giỡn mặt mà, thôi kêu công an đi anh đi. Đéo tha cho thằng này nữa.